Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Đoàn Viên là ngày lễ lớn thứ ba của người dân Việt. Và ở đó người ta thường tặng nhau những chiếc bánh Trung Thu với ý nghĩa chúc cho mọi điều trong cuộc sống được tròn đầy, viên mãn. Chính bởi điều đó mà chiếc bánh Trung Thu đã trở thành món ăn, món quà không thể thiếu vào dịp rằm tháng 8. Ngày nay, ngoài những chiếc bánh Trung Thu được làm theo cách truyền thống, bánh nướng vỏ vàng sậm và bánh dẻo trắng tinh, ngọt dịu với các loại nhân quen thuộc, nhân thập cẩm, nhân đậu xanh, nhân dừa, thì những chiếc bánh Trung Thu phá cách cũng được ưa chuộng. Bánh Trung Thu rau câu, bánh Trung Thu trà xanh, bánh Trung Thu nhân cà phê, nhân sô-cô-la. Không chỉ đa dạng về thành phần, mẫu mã mà những chiếc bánh Trung Thu hiện nay còn được bày bán với nhiều mức giá mà chất lượng thực sự thì chưa có nơi nào chứng thực. Hoàng Yêu kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình An Toàn Sống. Quý vị thân mến, mỗi khi đến Tết Trung Thu thì một cái món ăn không thể thiếu được đó chính là bánh Trung Thu. Nhìn những chiếc bánh có đầy màu sắc, nhiều hương vị được bày trên bàn thờ gia tiên, cho chúng ta cảm thấy nôn nao hơn một cái Tết sum vầy đoàn viên gia đình thật ấm áp thưa quý vị. Và lúc này đây thì rất là nhiều những nơi đã bắt đầu bán bánh Trung Thu, bắt đầu thì vào rằm tháng 7. Và với những chiếc bánh mà nó có mức giá rẻ thì luôn nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người. Và nếu ăn những chiếc bánh Trung Thu giá thành rẻ như vậy có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Để làm rõ vấn đề này thì mời quý vị hãy một lần nữa đến với An Toàn Sống số kỳ này để chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến của chuyên gia đến từ chương trình, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hoàng Hiếu, xin chào quý khán giả. Bác sĩ thân mến, bánh Trung Thu là một cái món ăn đã quen thuộc đối với rất là nhiều người rồi. Vậy thì với bánh Trung Thu thì hàm lượng dinh dưỡng của nó là như thế nào? Bánh Trung Thu là một cái món ăn mà chúng ta hay gọi là món ăn chơi, tuy nhiên nó có giá trị dinh dưỡng rất là cao đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét xem bánh Trung Thu có năng lượng nhiều không, thì bánh Trung Thu có năng lượng khá là cao. Nếu chúng ta tính trên một cái đơn vị bánh Trung Thu mà thông thường ở cái mức độ trọng lượng vào khoảng 250 đến 300 gram thì chúng ta sẽ thấy là nó tương đương với một khẩu phần ăn cho một bữa ăn chính của một người trưởng thành. Trong bánh Trung Thu thì có rất là nhiều các cái thành phần khác nhau, nhiều nhất mà ít người biết đó chính là chất béo. Bởi vì từ vỏ cho đến thân của bánh Trung Thu, đến cái ruột của bánh Trung Thu có khá nhiều chất béo. Tiếp theo nữa thì trong bánh Trung Thu có rất là nhiều chất bột đường, từ vỏ cho đến nhân. Chúng ta sẽ nhìn thấy là từ đậu xanh này, rồi các loại mứt nằm ở bên trong. Vậy là chúng ta sẽ thấy là bánh Trung Thu cung cấp khá là nhiều các cái chất dinh dưỡng. Trong đó có chất đạm, có chất béo, có chất bột đường, có vitamin, có các loại hạt nữa. Và các loại hạt này thì lại cung cấp cho chúng ta một số chất khoáng. Nhiều khi chúng ta ăn một cái bánh Trung Thu mà chúng ta no luôn ấy, chúng ta không cần ăn bữa ăn chính nữa, thì thường thường là giá trị năng lượng của bánh Trung Thu nó sẽ dao động trong cái khoảng từ 300 cho đến 500 kilocalo cho một cái bánh Trung Thu. Mà chúng ta cũng biết là ví dụ như Hoàng Hiếu như thế này, một ngày chúng ta cần ăn vào khoảng 2.000 đến 2.200 kilocalo thôi, trong khi một bánh Trung Thu có thể là có trong nó đến tới 300-400-500 kilocalo rồi. Vậy là năng lượng rất nhiều, chất dinh dưỡng cũng tương đối là nhiều. Vâng ạ. À, và Hiếu thấy là bánh Trung Thu thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái mức giá khác nhau. Vậy thì cái điều mà tạo nên cái sự khác biệt về mức giá có phải chăng là đến từ cái nguồn nguyên liệu người ta làm bánh hay không ạ? Hoàng Hiếu nói chính xác rồi, giá thành của bánh Trung Thu nó phụ thuộc vào cái nguyên liệu để tạo ra cái bánh Trung Thu này. Chúng ta nhìn xem là rõ ràng là bánh thập cẩm thì bao giờ cũng mắc tiền hơn so với là bánh không phải là thập cẩm. Như vậy thì cái nguyên liệu nó quyết định cái việc là giá thành của sản phẩm bánh Trung Thu. Nhưng mà sẽ có những cái chiếc bánh mà cái mức giá của nó rẻ đến khi chúng ta cảm thấy bất ngờ. Và để cho quý vị cũng như là bác sĩ rõ hơn vấn đề này thì chúng tôi cũng có một số hình ảnh sau đây, mời tất cả mọi người hãy cùng chú ý đón xem. Đây là những chiếc bánh Trung Thu được bày bán tràn lan trên thị trường với giá rẻ bất ngờ, chỉ dao động từ 6 đến 8 ngàn đồng một cái, hoặc bán ký với giá thành từ 120 ngàn đồng đến 180 ngàn đồng một kg. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những chiếc bánh Trung Thu ấy là ẩn chứa những câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chia sẻ với nhóm phóng viên của chương trình, người bán cho biết giá mà họ lấy những loại bánh này chỉ dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng một cái. Thâm nhập vào một cơ sở chuyên tập kết bánh Trung Thu tại Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa thu giữ một lô hàng hơn 1.000 bánh Trung Thu mini không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Tại đây, những chiếc bánh Trung Thu mini được đóng gói sẵn bằng những loại bao bì có chữ Trung Quốc mà không có bất kỳ thông tin hay hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm. Chủ cơ sở cho biết giá nhập các loại bánh Trung Thu trên chỉ từ 2 đến 3 ngàn đồng một cái. Và đây là lô hàng thứ 3 mà chủ cơ sở này đem về tiêu thụ tại Việt Nam. Tại một cơ sở sản xuất bánh Trung Thu khác ở Hà Nội,
Khâu chế biến bánh khiến chúng tôi phải giật mình khi nhà xưởng ẩm ướt, các dụng cụ làm bánh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nguyên liệu không có nguồn gốc rõ ràng, các công nhân làm bánh không mang khẩu trang, găng tay đúng quy định. Thế nhưng, những chiếc bánh trung thu được sản xuất theo quy trình thế này vẫn được chuyển đến tay người tiêu dùng với một mức giá vô cùng rẻ. Một chiếc bánh 200 gram được bán với giá 15.000 đồng. Vâng ạ, những hình ảnh vừa rồi khiến chúng ta cảm thấy giật mình đúng không ạ? Vì mục đích kinh doanh, vì lợi nhuận mà những gian thương không từ bất kỳ thủ đoạn nào sử dụng những nguồn nguyên liệu bẩn nè, khóa hàng sử dụng để trà trộn và làm ra những chiếc bánh. Và nếu như mà người tiêu dùng chẳng may mà tiếp cận với những chiếc bánh này, ăn, sử dụng hàng ngày thì cái tác hại cho sức khỏe là gì ạ? Nếu chúng ta ăn thường xuyên và chúng ta ăn nhiều các loại bánh trung thu mất an toàn vệ sinh thực phẩm như thế này thì chắc chắn là không tốt rồi. Chúng ta thấy các cái nguyên liệu để làm bánh là xuất xứ không có rõ ràng, cái quy trình bảo quản cũng như là sản xuất rất là mất an toàn. Nguy cơ đầu tiên là nó có các cái nấm mốc, và nấm mốc khi mà đi vào trong cơ thể của mình thông qua cái đường ăn uống của mình thì nó sẽ gây bệnh. Cái bệnh của chúng ta ở đây thì chúng ta dễ dàng bị các cái bệnh nhiễm trùng ở đường tiêu hóa. Chúng ta có thể bị nhiễm các vi nấm, và các vi nấm mà khi mà vào trong cơ thể, đặc biệt là những cái cơ thể mà cái sức đề kháng nó không tốt hoặc là đang bị giảm cái sức đề kháng, thì vi nấm mà chúng ta bị nhiễm nấm thì chữa rất là khó. Chúng ta đều biết là để chữa các cái nhiễm trùng, là nhiễm các vi trùng, thì chúng ta có khá nhiều các loại kháng sinh, nhưng mà nhiễm vi nấm là rất là khó khăn trong cái quá trình điều trị. Trong các loại hạt như là hạt đậu phộng này, hạt bí, là những cái loại hạt mà thành phần của nó là nằm ở trong cái nguyên liệu là nhân của bánh trung thu, thì những cái chất này nó có thể sinh ra các cái nấm và các cái độc tố như là aflatoxin. Đây là những cái độc tố mà người ta biết chắc chắn 100% nó là mầm mống sinh ra ung thư. Nguy cơ thứ hai là chúng ta rất dễ dàng bị ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là trẻ em. Thì đây chính là những cái đối tượng mà sức đề kháng yếu. Một trong những cái loại bệnh mà hiện nay cũng khá là phổ biến đó là những cái bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Và những cái bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa nó có thể xuất phát từ một cái món ăn. Vâng ạ, như vậy thì có chăng một cái cách nào đó để chúng ta phân biệt được đâu là bánh chất lượng và bánh kém chất lượng hay không ạ? Chúng ta có hai cách phân biệt. Cách phân biệt thứ nhất là chúng ta quan tâm đến giá cả. Cái gì mà nó quá rẻ, nó rẻ đến mức mà không thể tưởng tượng được thì chúng ta buộc phải nghi ngờ về cái việc bánh trung thu có an toàn hay không an toàn. Chi tiết thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó chính là thương hiệu. Nếu mà thương hiệu không có thì khả năng là cái việc mất an toàn nó cũng sẽ cao hơn. Vâng ạ, và cuối cùng thì chắc chắn sẽ là những cái lời khuyên dành cho những ai yêu thích món bánh trung thu. Khi mua bánh trung thu thì chúng ta hãy lưu ý là lựa chọn những loại bánh trung thu có xuất xứ, có nguồn gốc, có thương hiệu tốt. Bánh trung thu còn trong hạn sử dụng và bánh trung thu được bảo quản tốt. Tiếp theo nữa thì chắc chắn Hoàng Hiếu cũng như là quý khán giả cùng phải chú ý rằng chúng ta thưởng thức bánh trung thu, chứ chúng ta không ăn bánh trung thu thay cho một món ăn. Vì vậy chúng ta cũng thưởng thức ở cái mức độ vừa phải. Một số các đối tượng sau đây cũng lưu ý là không có nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Thứ nhất là những người bị các cái bệnh mà làm cho chúng ta dễ bị rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là người bị đái tháo đường, những người đang bị béo phì, những người bị thừa cân, đặc biệt là trẻ em. Ở đây có hai loại trẻ em thứ nhất mà đang thừa cân béo phì, và thứ hai là trẻ em đang bị suy dinh dưỡng thì cũng không nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Những lưu ý khi chọn mua và sử dụng bánh trung thu: nên chọn mua bánh trung thu có thương hiệu uy tín và nơi bán đảm bảo. Nên bảo quản bánh trung thu đúng cách và sử dụng đúng thời hạn. Không nên ăn bánh trung thu và uống kèm nước đá vì rất dễ bị tiêu chảy. Không nên ăn bánh trung thu thay cơm. Đối với trẻ em, không nên ăn quá nhiều bánh trung thu, chỉ ăn bánh trung thu vào bữa phụ và bổ sung thêm các loại trái cây, sữa chua để dễ tiêu hóa. Những người mắc bệnh viêm túi mật, sỏi mật, viêm dạ dày, cao huyết áp, cholesterol cao, tim mạch không nên ăn bánh trung thu. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ. Và quý vị thân mến, rõ ràng là nên quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc và đừng vì mức giá quá rẻ mà lơ là đến sức khỏe của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Hy vọng thì với những chia sẻ vừa rồi, quý vị sẽ có nhiều thêm ở những cái kiến thức để lựa chọn bánh trung thu, giúp cho nhà của chúng ta có được một cái mùa trung thu, một cái mùa sum vầy trọn vẹn niềm vui thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn Hoàng Hiếu, xin cảm ơn quý khán giả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình An toàn sống với chủ đề bánh trung thu giá rẻ với sức khỏe cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại với chương trình An toàn sống, những chủ đề hấp dẫn khác thưa quý vị.